Ngày hôm nay thì chị Lan hãy kể đi ạ. Thì thật sự là với online là chị cũng rất nhiều khó khăn. Tại lúc trước thì tức là chị học ấy, đầu óc chị thì học thì không vào, thì lúc đó thì sao, apply thì cứ họ dạy dạy mà dạy, càng dạy thì mình càng không biết gì cả. Đến lúc mà apply mắng cho rất là nhiều lần, thế nhưng mà apply mắng như thế nhưng mà vẫn rất là vui vẻ. Apply mắng thì ngồi nghe thôi, cứ ngồi nghe thôi và xong sửa dần thế nhưng đến lúc mà hôm nay tức quá, hôm nay còn đuổi ra khỏi nhóm. Thế nhưng mà vẫn xin lại lý để xin hôm nay. Thế nhưng mà hôm nay lại bảo là cho lướt lần này, xong lần chốc nữa xong vừa xong lại bị phạm sai lầm, cứ liên tục như thế. Tức là apply còn bảo là ôi rồi chị dạy em cứ giống không khác gì gì chị dạy, thì vất vả như nào chị vất vả, thậm chí là chị muốn bỏ cuộc với em rồi đấy. Thì thật sự là lúc đấy Lan cũng rất buồn chứ, có những lúc buồn. Thế xong bảo là thôi thì Amlai nói như vậy nhưng mà muốn tốt cho mình thì mình cứ phấn đấu thôi, cứ học, cứ kiên trì thôi. Còn Amlai cứ nói là đến việc của Amlai, của mình cứ kiên trì là việc của mình. Thế thì xong đó lại có rất nhiều vấn đề, đối lại hết hết chồng đến con, rất là nhiều vấn đề. Thế xong cảm giác là mình muốn chán lắm rồi đấy, muốn bỏ luôn đấy, mà thôi bây giờ làm mà chả được kết quả đâu, mà đã bị nhiều người như này rất là mệt mỏi chán. Thế xong nhưng mà nghĩ lại, ôi chết rồi, thế bây giờ mình làm cái gì đây? Nếu đi quay lại công việc truyền thống là tạp vụ đó thì mình cũng phải mất sức, mà thậm chí là mình đã phải bỏ qua bỏ đi, tại vì vì nó đã rất độc cho mình rồi, tay của mình nó đứt văng máu ra như vậy, tại sao mình lại muốn quay trở về cái máng nợ cũ làm gì, cứ nghĩ như vậy. Mà xong xong đó cũng tìm nhiều cách lắm, nhưng mà cuối cùng là chả có cách nào, cứ thôi cứ nỗ lực cứ đi chia sẻ thôi. Thế một ngày mà có kết quả lên, ví dụ như lên có 8 triệu thôi, ôi sướng quá. Bảo online ôi sướng quá. Thế sau đến lúc được 13 triệu, bảo online là ôi đơ rồi, không biết nói gì nữa. Đấy, và lại tháng sau lại lên cao hơn nữa rồi. Nghĩ là ôi sao chứ, cuộc đời mình chưa bao giờ mình được có cái số tiền như này. Mà mình như này tại sao mình không làm, mình làm cái gì được. Mình có nỗ lực có mấy tháng, 6 tháng thôi mà mình đã có kết quả như ngày hôm nay. Thì tại sao mình không nỗ lực hơn nữa. Tại vì có những lúc ấy, những lúc trời nắng này, không muốn đi đâu, không ra khỏi nhà đâu. Thế nhưng mà ngồi ở nhà gọi điện thoại, mà thậm chí gọi người ta chẳng nghe, tại vì ngày thường người ta không đi làm hay người ta nghe máy. Thế xong đó lại thôi bảo là cứ làm, ví dụ như là sáng ra dậy sớm chẳng hạn vẫn đọc sách vẫn ấy, nhưng mà bình thường mình không đi ban ngày được thì vẫn tối. Thậm chí là có những người mà mình chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, chưa bao giờ gặp mặt người ta thôi, mà người ta đã mua sản phẩm của mình rồi. Đấy thì cứ cứ thế, cứ mang cái niềm tin đó và cứ mang câu chuyện của mình đi kể ở nhiều nơi, nhiều người, tự dưng có nhiều người quan tâm. Thế xong đó lại cũng rất nhiều khó khăn chứ, bây giờ người ta cũng bảo là người ta cũng nhiều lý do, xong người ta dùng, người ta không kết quả, người ta cũng dồn lên đầu mình, rất là áp lực chứ không phải. Thế nhưng mà xong bảo là thế nhưng mà nếu như áp lực như vậy thì mình phải tìm cách giải quyết, chứ không phải là mình tìm cách giải quyết, không phải là mình tìm cái lý do để mình dừng lại, mình không làm việc nữa đó. Thì có những lúc mà tìm mãi cho ra người ấy, chia sẻ mãi người ta cũng chẳng nghe, xong mình đi nói hết cả hơi ra về mệt cả ra cũng chẳng có người nghe. Xong lúc đó thì sức khỏe thì rất là yếu, ù tí là ốm, trời nắng thì không đi ra ngoài, đi ra ngoài thì về là ốm. Thế nhưng mà từ lúc 2 tháng nay thì thật sự là cái sức khỏe nó tuyệt vời khủng khiếp bao này, khi mà tức là học mình tức là mình được học, cho nên là rất là vui vẻ học học dù học ngày học đêm, nhưng mình cảm giác rất là vui vẻ, chứ không phải là áp lực. Ngày lúc trước là áp lại mắng là áp lực rất là nhiều, và là vui học đã không vào rồi, hôm nay là suốt ngày mắng này thì nghĩ nó chán thế nào, nhưng cứ động viên thôi, và cứ động viên mình, và mình chắc chắn mình làm được, chắc chắn là mình sẽ là cái tấm gương để một ngày nào đó áp lại sẽ tự hào về mình, cứ như thế và dần dần có kết quả như ngày hôm nay cả nhà. Nó tức là cuộc đời mình ấy nó rất là vui vẻ, khi mà thật sự là lúc trước Lan làm thì làm với cái phong thái là vui thì làm, buồn thì không lẻ. Thì từ lúc mà được online dẫn dắt, ví dụ như là bất cứ cái gì mình cũng phải ngày hành ngày nào, dù không không gặp khách hàng nhưng vẫn được gọi để cho online. Có những lúc tâm sự việc nhà, có những sự ấy mà liên tục như thế thì online mới hiểu được mình đang mong muốn gì, và online mới giúp mình được. Chứ bây giờ mình có việc gì mình không nói, mình cứ im ỉm, xong bắt đầu áp lại chả biết mình làm cái gì, xong nó hỏi đến nơi mà là em lý do nọ lý do kia. Thế xong từ lúc mà ngày nào gọi đi cho áp lại
lão tư vấn apply thì kết quả nó có tuyệt vời lắm cả nhà. Tại vì apply là người mà giúp mình thành công rồi mà, thì apply mới thành công. Chính vì vậy mà có những cái hỏi rất là ngớ ngẩn nhưng mà apply vẫn trả lời. Apply trước bao giờ cảm thấy là chán khi mà nghe 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 mình tâm sự cả nhà. Ôi, có một người apply như vậy thì mọi người có nghĩ là mình có làm được không? Thật sự là Lan cảm ơn apply Hằng nhiều lắm.